Trường Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La giới thiệu ngày hội đoàn thanh niên với Internet. Bà con và các bạn thân mến, ngày 27 tháng 11 năm 2015, tới đây, xã Trường Ban, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La diễn ra sự kiện Internet với thanh niên tại xã Trường Ban, tham gia sự kiện Internet với thanh niên. Các bạn thanh niên và học sinh sẽ có cơ hội được trải nghiệm những ứng dụng thực tế trên máy tính Internet, hiểu rõ hơn máy tính và Internet có thể mang lại những điều bổ ích và lý thú như thế nào cho cuộc sống của các bạn. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ View and Minimalist tài trợ. Kể từ khi Internet xuất hiện tại Việt Nam cách đây hơn 15 năm, đến nay Internet đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong cuộc đời sống xã hội.